rồi, nhưng bây giờ nó sắp xếp làm sao đây? Có cái like nha. Nó giết một cái đối tượng tên là Competitor. Rồi, này nó không sổ ra, sao tôi khó nhớ chết. Rồi, sinh viên. À, đặt tên là cái gì cũng được. Rồi, có cách giết nó kỳ cục lắm nha. Nó giết vậy, xong rồi cái nó mở tròn, nó tròn, xong rồi nó mở nhọn, nhọn. Rồi, nhúng thư viện vô. Sao nó lỗi đây? Rồi, trong đây mình phải override lên một hàm compare chứ không override nó không cho. Override này nó viết sao? Cái này lâu quá tôi không có xài cái tool này. Nó phải sổ ra cái ấy cho tôi chứ ta. Ồ, nó không sổ ra đồ chơi gì hết trơn đó. Cơm ba ra to. Nó nói gì? Enter là enter. Rồi, nè. Cái này nè, viết nó ấy xíu nha, về nhà coi video cho kỹ. Enter là enter. Cái mình phải triển khai một cái hàm đặc biệt, nó tên là compare. Thấy chưa? Cái này không có ngồi mà gõ tay vô đâu mà nha. Mà làm thao tác nhớ không? Đó. Rồi nhìn lại cho kỹ. Nhìn lại cho kỹ. Mở tròn đóng tròn, xong rồi mở nhọn đóng nhọn. Ở đây nó bắt mình triển khai nè, mình để đây nha. Chứ không phải vô cái này nó lỗi nè. Nó bắt mình enter lái enter, để đây nè, enter lái enter. Cái nó sổ ra cái này, nó kêu mình implement, tức là thực thi. Thực thi vô, implement nè. Bắt, nó sổ ra nùi. Thấy chưa? Rồi, trong cái nùi này bắt đầu viết. Có hai sinh viên. Cái này để làm để gì? Để nó có hai thằng. Để là cái này là cái nó đưa cho mình một cái phương pháp so sánh. Bây giờ anh muốn sắp xếp thì anh phải so sánh. Đúng không? So sánh coi nào theo nào lớn hơn nào nhỏ hơn nào. Ví dụ anh muốn so sánh theo tuổi thì anh sẽ lấy hai sinh viên ra, anh lụm hai cái tuổi sinh viên, anh so coi nào lớn hơn thì nằm trước, nào nhỏ hơn nằm sau, ví dụ vậy. Đâm ra chỗ này mình ô và mình xài cái đối tượng comparator này thì mình override lên cái phương thức compare. Ở trong đây nó đưa cho mình O0 và O1 và O2. O1 O2 là hai sinh viên á. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là mình đưa ra cái lệnh để so sánh cho hai sinh viên này. Rồi so sánh theo cái gì nha? Nhìn cho kỹ coi cho rõ. Giờ muốn so sánh theo gì? Theo tuổi hả? Tại à, tuổi chứ đi. Tuổi thì bắt đầu mình sẽ cho nó return. Rồi, return về cái gì? Return về O1 chấm tuổi. Mình lấy O1 chấm tuổi ra, mình compare với lại compare to. Ồ, cái compare to này nữa. Compare to. Compare này nữa. Ủa, nó có hàm không ta? Đâu? Đâu? Compare nè, nhưng mà cái chỗ nè, điểm trung bình nè, chấm compare to nè, nó đâu có compare to.
Ồ. Ô 1 là sinh viên rồi. Ủa sao tự nhiên nó lỗi vô này đây? Như này là được rồi mà ta. In is thì nó báo lỗi mà. Ồ, cái đối tượng integer mới được ha. Chết thiệt đó chứ. Cái thằng O1 chấm tuổi nè, nó đâu phải là đối tượng integer đâu, nó đâu có lệnh compare. Vậy thì phải ép nó về integer hả? Đó, ép nó về integer. Ép về đối tượng integer. Chấm. Không mệt quá, tạo ra hai thằng đi, từ từ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Tuổi. Ủa sao không có tuổi vậy? Ôi trời ơi, tôi thấy được. Rồi. Integer. Y. Đi luôn như này luôn. Rồi, được chưa? Lấy tuổi của hai thằng ra, đưa nó về integer. Đưa về đối tượng integer mới so sánh được. Rồi, chỗ này mình xài là is chấm compare to với lại y là xong. Rồi sau đó mình return nó về, return về cái này đó. Rồi cái lệnh true này phải nằm trên. Cái true là cái gì từ từ tính sau nha, cứ bắt trước đi, cái chỗ này bắt trước xíu. Ồ để true này vô nó hết chịu luôn hả, dù phất cái true này luôn đi. Rồi return về thằng x.y x.compare với y, tức là so sánh tuổi này với tuổi kia đó. Rồi sau đó sao? Collection.sort cái list. Rồi, ra ngoài này nè nha. Chấm sort. Sort cái danh sách theo cái so sánh. Rồi, thì nó sẽ sort lại. Sau khi nó sort lại làm gì nữa? Sau khi nó sọt lại rồi, cái mình gọi cái hàm xuất danh sách cho đây nè, viết sẵn rồi. Hồi nãy viết rồi. Còn nếu không thì chịu khó ngồi đây viết thêm một lần nữa thôi. Ok không? Còn không thì không cần. Mình bấm cái nó sọt, nhưng mà nó chưa xuất, rồi bấm cái xuất nó mới xuất. Rồi giờ chạy nha, giờ nhìn cho kỹ coi cho rõ. Cái này sao cái dấu ấy nó chạy đâu mất tiêu rồi. Rồi, giờ chạy lại nè. Kết. Nhìn kỹ nha, giờ nhập đàng hoàng nè. Tèo. Ơi. Chức năng. Không không? Không. Rồi. Tèo. 5 tuổi, 3 điểm, 3 điểm. Chức năng. Không. Tí. 10 tuổi. 5 điểm, 5 điểm. Không. Tin. 1 tuổi. 2 điểm, 2 điểm. Tửng. Nó còng quá đi. Cái này quý vị phải viết cái menu cho nó đẹp đó, mình đâu có bị lộn. Rồi, chức năng không? Tèo tí. 10 tuổi. 2 điểm, 2 điểm. Tiên. 7 đi. Không. Tiên. 6 tuổi. 1 điểm, 1 điểm. Không. Tửng.
4 tuổi, 2 điểm, 2 điểm. Rồi chọn chức năng này nha, nhìn. Bây giờ nè, nhìn nè. Xuất danh sách là số mấy? Số 2 nữa coi nha. 2. Kịch Tèo, Tí, Tiên, Tẩn đúng không? Tuổi nè, 5, 10, 6, 6, 4 tức là chưa sắp xếp đó. Chưa sắp xếp, ok chưa? Rồi giờ sắp xếp này nha. Số mấy là sắp xếp? Số 3 là sắp xếp. Rồi, sau khi nó sắp xếp xong rồi, bắt đầu chọn lợi số 2 lại để nó danh sách này đã sắp xếp rồi nè. Sắp xếp rồi đó, bây giờ xuất lần nữa nè. Số 2 lại đúng không? Tèo, Tẩn, Tèo, Tí, Tin, tuổi 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 10 tuổi. Sắp xếp theo tuổi. Ok, duyệt chưa? Duyệt rồi đó. Rồi, xong rồi đó. Vậy giờ quý vị còn gì nữa không? Ủa cái rồi làm xóa luôn nha. Xóa sinh viên. Ok không? Xóa sinh viên dễ rồi. Xóa sinh viên mình cứ hết chấm dù xuất ra câu. Chọn chọn sinh viên. Cần xóa. À. Hồi này lên. Rồi sau đó sao cho ta nhập vô, ví dụ mình xóa sinh viên mình phải cho ta xin sợ xin xóa sinh viên thứ mấy đúng không? Rồi, cái mình in x bằng s chấm. Ôi canh hơn nữa, ôi sợ mệt thế. Rồi, s chấm net in. Rồi, cái bắt đầu mình nè. Danh sách chấm remove thứ ít là xong. Xong chức năng xóa. Ok chạy không? Rồi chạy lần nữa thử nữa nha. Đăng quỷ này chưa chạy xong nữa, nãy chưa chọn chức năng số 3 đó. Rồi chạy đó. Rồi chạy nè. Chọn chức năng không? Tèo, kịch, kịch làm lại đi. Gì nữa quên nữa ba cái lần nữa. Rồi, Tí. Tối ngày. Bây giờ quý vị làm, quý vị phải in ra mấy cái câu á cho mình thấy để mình biết đường nó đâu, nó đâu, nó đâu. Cứ lộn hoài, cứ vô duyên dễ sợ. Chức năng, thấy chữ chức năng phải nhớ nha. Tèo. Rồi, giờ đến Tí nè. 5 5 5. Rồi, chức năng không? Tin. Đúng chưa, đúng rồi. 3 3 3. Vậy các bạn bây giờ mình có 3 đứa không? Không, 1, 2, Tèo, Tí, Tin. Rồi giờ chọn chức năng xóa là 1 1. Rồi chọn sinh viên cần xóa. Tèo là 0, Tí là 1, Tin là 2. Còn nếu không mình xuất ra cái danh sách cho thấy số luôn. Tèo là 0, Tí là 1, Tin là 2. Bây giờ mình xuất xóa cái 1 đi, tức là xóa cánh giữa đó. Tèo, Tí, xóa thằng Tí đi. Rồi giờ, giờ chọn là số 1 đúng không? Xóa thằng 0, 1, 2 thì chọn số 1 đi nè. Kích. Rồi giờ chọn chức năng lại nè. Xuất danh sách coi. Số 2. Tèo, Tin, mất Tí rồi. Xong chưa? Rồi số 3 đó, chương trình. Rồi. Ủa giờ số mấy, số 4 hả? Rồi số 4 chương trình. Rồi anh sẽ bên 2 kể như là xong. Còn kể gì nữa. Hả? Không cần lưu phai. Lưu phai được thì tốt, nhưng mà qua đến học kỳ 2 luôn. Hoặc là đến bài sau mình học nữa mình nói luôn.